Chào mọi người nha. Vinh đang quay phim hiện tại làm sao cái con dẹp màu trắng nó đang bò này, mọi người thấy không nhỉ? Nó bò lên bò xuống mà những cái con kiến bống mọi người thấy không? Những cái anh thợ săn này tại sao lại không bắt nó? Đó, thấy rồi. Này đi qua luôn. Bống này chuyên đi ăn dày ăn dẹp trên lá cây, nó đi bắt những cái con dày, mà tại sao con dẹp sáp á là kiến bống nó bắt đó, mà cái con này sao nó lại không bắt đây, đang rất là thắc mắc. Đây là cái con màu trắng này nha mọi người, đó thấy không, có con bò lên có con bò xuống. Con này thì không hiểu vì sao mà bò lên xong giờ lại bò xuống. Cái này là tại vườn của Vĩnh lâu nay không xịt thuốc sâu thuốc cỏ gì thì mới có cái con kiến này nha mọi người. Còn riêng những cái con dẹp này thì mọi người có xịt cỡ nào thì nó cũng vẫn cứ xuất hiện rồi. Nãy giờ không biết lý do tại sao kiến nó đụng vào rồi mà nó lại không bắt luôn. Để mình xem con này nó bỏ xuống nó đi đâu. Đây, mọi người này, rất nhiều này. Rất nhiều kiến bống. Nó đi bắt sâu đó. Cho mọi người xem này, nhưng mà tại sao Vĩnh không xịt thuốc xịt cỏ? Thì đây là cái mặt đất bình thường nha mọi người. Và nếu chúng ta xịt cỏ thì mọi người xem này, đó, những cái này là đầu rễ bưởi này, mọi người thấy chưa? Lên rất sát mặt đất này. Nếu chúng ta xịt cỏ thì những cái đầu rễ này nó sẽ chết hết, và cây của chúng ta thì không lấy được dinh dưỡng, lấy được nước ở dưới đất này nhưng lấy được rất ít, đồng thời đất của chúng ta chai đi thì cây rễ nó đi xuống dưới. Và cái cây của chúng ta từ đấy mà nó suy yếu dần dần thì chúng ta lại cứ phải phun phân bón lá, rồi tăng tăng cường thêm nhiều phân bón. Đây mọi người thấy những cái đầu trắng trắng này là đầu rễ bưởi nhá. Đó này. Đó mọi người thấy không, nó lên trên mặt này nó ăn này. Nghĩa là những cái xác bã cỏ chết xuống đây thì làm thành phân hữu cơ. Nhưng vườn của Vĩnh thì Vĩnh chỉ phát cỏ thôi chứ Vĩnh không có xịt cỏ. Ngay cả thuốc trừ sâu giờ cũng hạn chế xịt à. Để nhổ cây cỏ này lên cho mọi người xem này. Chỗ này chắc quá. Này. Đó, đầu rễ bưởi này. Cây này. Những cái cây này thì rễ nó lông cho nên là chúng ta không sợ. Nó cạnh tranh dinh dưỡng với cây bưởi của chúng ta. Nhưng đa số nông dân chúng ta thì thường rất là ghét cỏ. Cái bụi này to quá. Mày chắc. Đó. Này cỏ gấu dễ nó dày. Đó này.
Dễ này là dễ bưởi nha mọi người nha, chứ không phải dễ cỏ đâu. Đó, cỏ nó có một chút xíu này, những cái rễ này nó bé tí ở trên này thôi chứ nó đâu ăn sâu xuống dưới đâu. Này, dễ bưởi này, bò sát lên trên để ăn, để hút nước và dinh dưỡng. Và nếu mà chúng ta không có cỏ thì nắng nó chiếu xuống đây, nó chiếu thẳng xuống đất này, làm đất khô, nóng và cũng hư luôn những cái rễ đó. Người thấy không? Đó, đất của Vĩnh thì có cỏ cho nên là nó giữ độ ẩm 50-60%. Và khi nào mà đi qua mà vạch cỏ ra thấy hơi khô khô cái nào Vĩnh lại lập tức tưới, tưới khoảng độ 1 tiếng đồng hồ. Tưới bác đập đó toàn bộ vườn luôn. Để cung cấp nước cho những cây cỏ cũng như những cây bưởi này nó có nước nó sống. À, cứ lặp lại thế thôi. Nếu mà mưa thì tuần 10 ngày Vĩnh mới tưới. Còn bình thường này thì 5 6 ngày. Xin chào mọi người nhé. Vườn của Vĩnh thì toàn cỏ dại thôi. Bên này thì bưởi nó xấu, cây nhỏ. Đó, đằng này thì cây nó bự hơn.